Kệ nó chứ, nếu mà nó lẫn thì đấy thôi. Ừ, nó lẫn thì đổi trả. Cái thằng biết rồi, ra ra hua là hua nó có trá thôi, ừ. Cái kia là hua nó tí tí mà. Ừ, thế à? Thế họ sợ ra qua ý, trắng ngọc á, ý ngọc á. Kệ nó chứ. Cái này cứ giống mạch ý ngọc ấy, nhưng mà cái này nó đỏ. Nó đỏ thôi. Cái loại này nó đỏ rồi. Thế thì mua rẻ thôi nhỉ? Ừ. Chưa. Cây ý ngọc nó khác. Cây ý ngọc cũng khác. Cây ý ngọc anh nói bọn em nha, cây ý ngọc cái chỗ này nó không mềm như này đâu. Cây này không bao giờ nó bị mềm. Được chưa? Hai là nhìn cái kết cấu của thân ý ngọc, bao giờ cái đầu này này. Cái đầu này bao giờ là nó cũng nhọn hoắt. Mà nó cứng đét. Ngày trước là chuyên lấy cắt cành, nếu bọn em để ý thì bọn em sẽ phát hiện ra. Nhưng bọn anh là làm rất là lâu rồi. Hiểu không? Thế nha, như cái đầu này nó ngọn nhọn hoắt luôn. Mà anh làm sao nhầm được. Mua nhìn cái nào ra ý ngọc cũng biết ngay. Như cây này. Đấy. Đây này, nhìn cái già nó mềm như thế này. Đó. Anh không nghỉ Tết đâu nha, cứ mang hàng họ các thứ về cẩn thận. Cái này nó không được ở mà. Là cái này thì lại là đi là đưa nó. Thôi kiếm tiền thì may còn có cái chỗ để mà còn kiếm. Biết làm đẹp thì còn kiếm được chứ không bị mệt. Tôi mới bỏ cho thằng Ngọc số anh vừa giải hiếu đại bại phải na, nhưng mà vâng.